với góc đá phạt hơi chếch sang hành lang cánh trái. Theo hướng tấn công của cầu thủ Việt Nam thì người thực hiện sẽ là Công Vượng. Đá bóng xuất sắc của Farhan. Dù không phải là người có một chiều cao lý tưởng nhưng Văn Toàn vẫn là người giành chiến thắng ở trong pha không chiến vừa rồi. Số 19 của U23 Việt Nam lọt thỏm giữa những cầu thủ áo vàng.